Hi, xin chào mọi người. Nếu như mọi người đang quan tâm đến vấn đề giảm cân thì ít nhiều đã nghe tới gạo lứt rồi đúng không? Mình cũng đã từng tìm hiểu và ăn theo chế độ gạo lứt giảm cân cách đây 1-2 năm cơ, nhưng mà kế hoạch đã bị thất bại vì gạo quá cứng, quá khó ăn. Sau này thì mình mới phát hiện lỗi là do nồi cơm điện nhà mình, nó không đủ nóng cũng như là không đủ độ giữ nhiệt để tạo được cái độ mềm dẻo cho gạo lứt. Và khi nhà mình chuyển sang dùng nồi cơm điện áp suất của Cúc Cu thì trời ơi, không những gạo trắng siêu siêu ngon mà gạo lứt cũng cực kỳ mềm dẻo, giúp quá trình giảm cân của mình dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như nấu gạo lứt bằng nồi cơm điện thông dụng thì chúng mình cần phải ngâm gạo trước 2 tiếng khá lách cách. Còn khi nấu bằng nồi áp suất của Cúc Cu này thì mình chỉ cần vo gạo như bình thường rồi cắm cơm luôn thôi. Lượng nước cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng, vì nếu không cho hợp lý thì cơm sẽ bị khô quá hoặc là bị nát quá. Nếu mà nát thì nó sẽ bị dính như là gạo nếp, còn khô quá lại bị sượng sống rất khó ăn. Tùy từng loại nồi mọi người sử dụng mà cái lượng nước cũng khác nhau một chút. Hôm nay với 2 cắp gạo thì mình sẽ cho 3 cắp nước là hợp lý. Ngày xưa thì mình cũng đã thử ăn gạo lứt với muối vừng nhưng thực sự nó rất khó ăn, nên mình quyết định là chỉ khai thác cái lợi ích của gạo lứt ở chỗ là nó có chứa nhiều chất xơ, sẽ giúp mình có cảm giác no lâu hơn để mình đỡ ăn vặt đi thôi. Bạn này có khóa an toàn rất chắc chắn, không sợ bị xì hơi nóng vào người nếu chẳng may chúng mình ấn nhầm nút mở nắp khi đang nấu. Nếu như nấu cơm gạo trắng bình thường thì chúng mình sẽ ấn vào mục Lutein Rice, còn hôm nay mình nấu cơm gạo lứt nên mình sẽ chọn Menu, rồi chọn mục Brown Rice, rồi ấn Pressure Cook là ok. Trong quá trình nấu thì nồi sẽ báo hiệu cho chúng mình biết là khi nào cơm chín, khi nào nồi xả hơi xong, rất tiện lợi và an toàn. Sau khoảng 60 phút là chúng mình sẽ có một nồi cơm gạo lứt dẻo thơm ngon. Mình highly recommend nồi này cho những bạn nào đang gặp vấn đề với việc nấu cơm gạo lứt nói riêng cũng như là việc tìm nồi cơm điện áp suất nói chung nhé. Với hôm nào mà xác định ăn cơm gạo lứt thì mình sẽ nấu cơm vào buổi tối, sau đó thì dành phần cơm cho ăn sáng và ăn trưa hôm sau luôn. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm thực đơn một ngày ăn giảm cân với gạo lứt nhé. Với bữa sáng thì mình làm khá là đơn giản thôi, tận dụng tất cả những cái thứ mà có sẵn trong tủ lạnh hàng ngày rồi. Đơn giản nhưng mà vẫn phải đảm bảo là đẹp mắt. Mình sẽ dùng thịt xay sẵn từ tối hôm trước cùng với cả là rau củ hỗn hợp để đông lạnh, và rang thịt cùng với rau củ cho chín lên. Sau đó thì mình sẽ đổ cái cơm gạo lứt từ tối hôm qua vào làm một cái món cơm rang hỗn hợp nhìn rất là đẹp mắt. Nếu như với cơm trắng mình thích ăn cơm rang kiểu nó giòn giòn một chút, thì với gạo lứt mình lại muốn nó dẻo để nhai cho nó dễ, thì mình sẽ không đun quá lâu đâu, mà mình chỉ đun tầm sau khi cho cơm vào thì mình sẽ để trên bếp tầm 2-3 phút để cho nó nóng đều lên thôi. Nhìn cũng khá đẹp mắt đúng không? Hôm nay lên hình thì mình mới làm cả một đĩa đầy như thế này, còn bình thường thì mình không ăn hết đâu, một đĩa này phải 2 người ăn mới hết. Ăn sáng xong thì mọi người nhớ ăn thêm một chút hoa quả gì đó để bổ sung thêm vitamin cho cơ thể nhé. Hôm nay thì mình sẽ chọn táo để ăn sáng. Táo này thì mình mua ở trong Vinmark. Mình rất hay có kiểu là săn Vinmark, bao giờ mà sale táo thì mình sẽ mua rất là nhiều về để ăn dần, bởi vì bình thường thì táo rất là đắt. Rồi bây giờ thì sẽ đến bữa trưa. Bữa trưa thì mình sẽ cầu kỳ hơn một chút, bởi vì đây cũng là bữa mà mình sẽ ăn nhiều, cái lượng thức ăn mình sẽ ăn nhiều nhất trong ngày. Hôm nay thì mình sẽ rán tôm và cho một chút tỏi vào để cho thơm. Một bữa trưa thì thật ra mình có thể ăn được tới 10 con tôm ấy, nhưng mà hôm nay mình làm tôm bị hỏng một chút, thành ra chỉ còn có 5 con để đưa lên hình thôi. Với rau thì mình sẽ chọn nấm. Mình sẽ làm món nấm xào hành bằng cái mỡ còn thừa trên chảo rán tôm, tận dụng luôn để cho ít dầu mỡ thôi. Rất xin lỗi mọi người là mình mãi lách cách máy quay các thứ quá, thế là đã để lửa to quá và hành đã bị cháy đen luôn. Rồi xong hết mọi thứ rồi thì bây giờ chúng mình sẽ bày lên đĩa.
Mặc dù hành hơi cháy một chút thế nhưng mà ăn nấm vẫn siêu siêu ngon, trời ơi. Bạn nào mà thích sống ảo hơn nữa thì có thể trang trí mấy quả nho xanh vào để nhìn cái đĩa nó có màu sắc hơn. Đó, ý, ăn món này ngon lắm luôn ý. Đoạn này mặc dù đang đứng trước máy quay nhưng mà mình thử đồ ăn ngon quá, khỏi diễn luôn, ăn thật luôn. Ăn một con tôm thấy rất ngon, ăn thêm miếng nấm cũng rất ngon. Trời ơi, ăn tham quá. Với hoa quả thì trưa nay mình cũng sẽ chọn nho để ăn tráng miệng. Nho cũng siêu ngon luôn, thành ra đứng diễn nhưng mà mình ăn phải tới mấy chục quả mới cắt được một cái đoạn này để cho vào video. Rồi với bữa tối thì mình sẽ cố gắng hạn chế dầu mỡ nhiều nhất có thể. Với rau thì mình sẽ chọn đậu đỗ luộc. Còn với chất đạm thì hôm nay mình sẽ chọn thịt xông khói. Mình biết là một số bạn cho rằng là đồ ăn đóng sẵn như thế này thì không tốt cho sức khỏe, nhưng mà mình cũng không biết sao nữa, kiểu mình rất là thích món này, vừa ngon vừa tiện lợi. Mình cũng khá là bận ấy, thành ra luôn luôn có cái thịt xông khói này ở trong tủ lạnh để bất cứ khi nào mà cần thì sẽ có để bỏ ra ăn. Bây giờ chúng mình đã có một bữa tối nhìn rất là healthy đúng không? Với màu xanh của đậu đỗ, màu đỏ của thịt và màu nâu của gạo, khá là mát mắt đúng không? Ok, trên đây đã là thực đơn một ngày ăn giảm cân với gạo lứt của mình rồi. Mình hy vọng là sau khi xem xong video thì mọi người đã có thêm một vài ý tưởng cho bữa ăn của mình nhé. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc mọi người luôn xinh đẹp. Bye bye!